Hello hello, xin chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ. Xin kính chúc cho tất cả quý vị các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Không biết là hôm nay quý vị có khỏe khỏe không? Hôm nay là ngày 9 tháng 12 ở bên Mỹ quý vị các bạn. Và hôm nay thì thời tiết nó cũng khá là lạnh và nó đang mưa. Mưa từ sáng tới giờ luôn quý vị các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái đề tài mà mọi người hôm qua khi mà mình làm cái bốn cái lý do mà trục xuất mà cái người đã ở Mỹ rồi quý vị các bạn ha. Còn bây giờ thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là lý do trục xuất mà người đang xin nhập cảnh vào Mỹ hoặc là đang xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì hôm trước á, thì mình chia sẻ nó có hai cái loại gọi là trục xuất. Thì cái loại mà hôm trước mình chia sẻ nó là removal under deportation grounds, là theo cái điều luật là 237 của luật bộ luật di trú à. Thì đó là mình đã chia sẻ cái video trước rồi. Thì trong cái video này á, trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn á, là cái luật liên quan đến removal under inadmissibility grounds, đó là theo cái điều luật 212 của Bộ luật di trú và được áp dụng để trục xuất những người mà đang xin nhập cảnh vào Mỹ. Thì cái loại này nó gồm có những cái gì ha? Thì nó cũng có bốn cái trường hợp mà thường xuyên xảy ra. Thì đây là trường hợp thứ nhất. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người trường hợp thứ nhất đó là những người mà đang xin nhập cảnh vào Mỹ nhưng không có theo thủ tục di trú hoặc là không hợp lệ. Ví dụ như là đương đơn muốn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ với diện đi là du lịch, nhưng khi tới cái chỗ nó gọi là cửa khẩu nhập cảnh á, cửa khẩu nhập cảnh thì nó gọi là port of entry đó. Thì cái cửa khẩu này á, thì khi mà người ta xem á, thì cái đương đơn này chỉ có vé máy bay 1 triệu thôi, thì đương nhiên sở di trú á, có thể cho rằng là đương đơn đã không có ý định đi du lịch và thường là có ý, ví dụ như là không có ý định du lịch mà lại có ý định là muốn ở lại Mỹ. Thì dựa vào lý do đó thì sở di trú sẽ có thể từ chối cái việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cái trường hợp thứ hai là khi mà các bạn và quý vị các bạn đã là thường trú nhân của Hoa Kỳ, thường trú nhân ở Hoa Kỳ và quá 6 tháng, thì theo luật di trú á, khi mà thường trú nhân rời khỏi Hoa Kỳ, có nghĩa là rời khỏi Hoa Kỳ quá 6 tháng, thì ngày trở lại Hoa Kỳ á, được xem là cái người mà đang xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Có nghĩa là khi mà quý vị các bạn nhập cảnh lại Hoa Kỳ và làm nhập cảnh vào Mỹ thì nó xem như là một cái người mới. Thì khi mà sở di trú á, xét lại các cái trường hợp đó thì theo cái là khi mà nhập cảnh vào thì người ta sẽ xem xét lại xem nó đúng theo cái luật mà của luật di trú hay không. Thì cũng có thể trường hợp thứ hai này là chúng ta thường hay nghe nhiều người nói, quý vị các bạn thì có nhiều cái video, quý vị các bạn cũng nhiều người nói là khi mà thường trú nhân về Việt Nam dưới 6 tháng thì không cần cái re-entry permit. Re-entry permit có nghĩa là cái giấy phép mà bạn có, quý vị các bạn có thể được quay trở lại Mỹ khi các bạn xin xin việc này. Thì có người nói là được hay là không, nhưng mà câu nói đó thì có thể là theo cái quan điểm của mình, theo quý vị ạ, thì có thể là không đúng theo sự thật, vì có người trường hợp thì được, có trường thì không à. Nhưng mà thông thường á, thì nếu mà thường trú nhân mà vắng mặt ở Hoa Kỳ dưới 6 tháng thì vẫn có thể bị sở di trú Hoa Kỳ không cho phép nhập cảnh. Ngoài cái việc mà đó thì cái người mà thường trú nhân đấy là phải phải chứng minh cái ý định của mình khi mà mình khờ mình không muốn từ bỏ cái thường trú nhân của mình đó. Thì mình cần phải chứng minh vậy. Thì chứng minh đó, cái việc đó nó chứng minh nó có nhiều yếu tố mà mọi người thường hay chia sẻ. Ví dụ như là ví dụ như là cái việc mà quý vị các bạn liên hệ với gia đình ở trong và ở ngoài nước Mỹ,
rồi tài sản của quý vị các bạn ở trong và ngoài nước Mỹ, rồi quý vị có việc làm ở trong và ngoài nước Mỹ hay không, rồi rồi các bạn có nhà cửa, mình đã nói là tài sản đó là nhà cửa, rồi cái lý do mà cái quý vị ra ra khỏi Hoa Kỳ là gì, và cái thời gian ở ngoài Mỹ là bao lâu. Ví dụ như là có trường hợp là mọi người đi về chơi, quý vị các bạn đi về chơi, còn đi về mà có những trường hợp ví dụ như là cha mẹ hoặc là ai đó bị bệnh bệnh hoặc là bị đám tang hay là cái gì đó thì người ta cũng phải xem xét những cái trường hợp giống vậy. Rồi trường hợp thứ ba ở đây đó là những cái người mà đang nộp đơn và cái đơn đó nó gọi tiếng Anh nó gọi là adjustment of status, có nghĩa là để thay đổi cái tình trạng di trú. Ví dụ như mình đang xin qua để mình xin cái những trường hợp mà đang xin thẻ xanh, ví dụ đang xin là thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm, hoặc là những trường hợp mà đang gọi là nó gọi là đổi cái tình trạng di trú, thì nó là adjust of status. Thì trong thời gian mà chờ đợi này á, thì để được mà sở di trú phỏng vấn, hoặc là đã đi phỏng vấn nhưng mà chờ đợi cái hồ sơ đã được chấp thuận, thì khi trong thời gian đó thì có những cái trường hợp bất khả kháng mà rời Hoa Kỳ mà không xin giấy phép trước, có nghĩa là khi quý vị các bạn rời mà quý vị không xin giấy phép nha quý vị các bạn, không xin cái giấy phép trước. Vì tại sao? Vì những cái người này á là không xin giấy phép trước để trở lại Hoa Kỳ, ví dụ như là xin cái giấy mà re-entry permit, khi trở lại Hoa Kỳ á, có thể sẽ bị trục xuất ở tại cái cửa khẩu nhập cảnh, nó gọi là box of entry, và hồ sơ adjustment of status coi như là bị hủy bỏ. Người người đó có thể trở về quốc gia của mình, không được trở lại Mỹ. Nếu muốn trở lại Mỹ thì phải làm đơn bảo lãnh lại từ đầu, thì đó là những trường hợp. Rồi khi lập đơn lại từ đầu và khi đi phỏng vấn thì tại tòa lãnh sự Hoa Kỳ, hoặc là ví dụ như là ở ở Hoa Kỳ mà gọi là ở bất hợp pháp quá 180 ngày hay là 1 năm thì sẽ áp dụng, và nó sẽ bị áp dụng và chiếu kháng có thể bị từ chối, có nghĩa là cái lệnh chiếu kháng sẽ bị từ chối. Có một vài trường hợp quý vị bạn, có một vài trường hợp mà mình cũng biết trường hợp đó, ví dụ như là đi thăm thú hoặc là đi du lịch, thì khi mà đi thăm thú hoặc là đi du lịch đó thì ở những cái nơi có gần cái biên giới của là Mexico, hoặc là Canada, mình đang nói ở những cái biên giới giống như vậy, thì khi đi qua thì không sao đâu quý vị bạn, nhưng mà khi quay trở lại thì bị chậm lại tại cửa khẩu nhập cảnh và bởi sở di trú họ giam giữ và đưa ra tòa di trú để trục xuất. Cho nên và mọi người cũng cần lưu ý xem lại cái tình trạng của mình khi mà đi đâu gần biên giới hoặc là qua biên giới hoặc là đi du lịch thì cũng nên cẩn thận để tránh những cái phiền phức nó xảy ra. Và đó là những cái trường hợp mà có thực tế mà mình đã thấy một vài trường hợp giống như vậy của quý vị bạn, chứ không phải là không. Trường hợp thứ tư là theo cái luật di trú đó quý vị các bạn, thì khi mà thường trú nhân phạm pháp và bị buộc tội, xem là hôm qua mình nói là những cái án hình đó là crimes of moral turpitude, thì tức là những cái án mà có cái dạng mà suy đồi đạo đức rồi rời Hoa Kỳ, khi trở lại thì sẽ bị cho là những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Thì sở di trú thường thường á, họ xem xét các trường hợp này để có được nhập cảnh hay không thì tùy theo cái đạo luật mà trục xuất. Thì những cái mà gọi là suy đồi này thì nó có khoảng chừng rất là nhiều các cái tội, nhưng mà đây mình có thể liệt kê ra một vài cái tội, ví dụ như là tội suy đồi đạo đức là mang vũ khí được giấu với sự chú ý để với sự chủ ý để sử dụng, cũng là mang vũ khí theo và chủ ý để sử dụng. Thứ hai là bạo hành trẻ em hoặc là người phối mẫu, phối ngẫu, việc là người phối ngẫu. Và cái thứ ba là tạm ở đây mình nói là gây rối, cái hành vi gây rối, rồi bắt cóc, rồi tiếp theo nữa là tội giết người hoặc là tội ngộ sát, rồi cái tội ăn cướp,
rồi tội ăn cắp, những cái tội này rất là nặng ở Mỹ nha quý vị bạn, rồi cái tội là biển thủ, rồi cái tội là mại dâm, rồi giả mạo giấy tờ hoặc là chữ ký, hoặc là những cái tội liên quan đến cổ phiếu giả, rồi tiếp theo là gian lận hoặc là những cái tội về ma túy, hoặc là tội rửa tiền, thì đó là những cái tội. Đương nhiên thì đây là những cái chính thôi, về còn có nhiều các cái tội khác nữa. Thì nếu mà quý vị muốn thực sự, hoặc là chúng ta đã gặp những trường hợp giống như vậy, có một người hỏi, một số bạn hỏi, một số quý vị hỏi, thì chúng ta hãy nên liên hệ với luật sư, hoặc là cái người mà rành về luật di trú thì để biết thêm. Thì đó là những cái thông tin mà mình nói, mình muốn chia sẻ với quý vị các bạn về cái việc mà trục xuất những người, hôm trước thì là trục xuất những người đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ, còn đây là những cái trường hợp mà những cái người mà đang làm thủ tục hồ sơ, những người này là những cái người mà đang làm thủ tục xin nhập cảnh vào Mỹ và Hoa Kỳ. Thì hôm nay Đức Vũ muốn chia sẻ với mọi người để cho nó rõ hơn, thì chúng ta sẽ phân ra hai cái trường hợp, là trường hợp hôm trước là những người mà đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và cái trường hợp này là những người mà đang xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hai quý vị các bạn đang xin nhập cảnh, chắc là Đức Vũ cũng xin gọi là tri ân, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh của Đức Vũ rất là nhiều. Một lần nữa Đức Vũ xin gọi là tri ân và cảm ơn mọi người. Xin chúc cho tất cả quý vị các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Nếu quý vị các bạn mà thấy cái video của Đức Vũ làm mà nó hữu ích thì vui lòng nhấn like, share, và đặc biệt là các bạn nào chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký để khi mà Đức Vũ có các cái video mới thì quý vị là người xem sớm nhất. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị các bạn trong các cái video tiếp theo nha. Bye bye.